Chiếc xe này bây giờ là chết máy, không khởi động được, ve từ ngoài đường ve vào trong đây, rồi bây giờ là đứng im luôn. Chắc phải nhờ thợ của bên xưởng Vũ An qua giúp đỡ. Xin lỗi Như đã để cho Như khom người xuống. Rồi, con xin báo tình hình như thế.